Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ của California, tức là 8 giờ 30 giờ của Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Tổng thống Pháp cam kết là sẽ tăng tiền tăng cái tuổi thọ cái tuổi về hưu từ 62 lên 65 xin lỗi quý vị tin từ Paris cho biết là tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron đã lên tiếng cam kết là sẽ có cái cải tổ về hệ thống an sinh xã hội trong đó sẽ đẩy cái tuổi về hưu từ 62 lên 65 thêm 3 năm nữa nhằm có thể dành cho những người mà có thế hệ trẻ có thể làm việc lâu hơn. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình, ông Macron cho biết việc thay đổi này sẽ chính thức có mà được áp dụng vào năm tới. Là điều đó duy nhất mà chúng ta có thể làm được là chúng ta cần có một cái thế hệ làm việc lâu dài hơn và cuộc sống kéo dài hơn và mức mà trung bình về tuổi uh, về hưu ở tại uh, Pháp hiện nay là 62 và bây giờ sẽ lên tới 65 từ đây cho tới năm 2031 và ông Macron cho biết ông sẵn sàng mở ra cuộc thảo luận về tuổi về hưu với nghiệp đoàn và các cái um, sự cái tiềm năng tu chính về cái uh, luật của pháp đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của pháp và như vậy thì uh, pháp có thể sẽ đẩy tuổi về hưu lên cao hơn để người uh, uh, về hưu có thể về trễ hơn đó là bản tin liên quan tới tình hình của à, quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay các công ty thép hàng đầu của nước đức đã phải uh, tạm đóng cửa bởi vì tình trạng khủng hoảng năng lượng cơn khủng hoảng năng lượng đã đánh mạnh vào nền kinh tế của quốc gia được xem có nền kinh tế lớn nhất âu châu là nước đức với ít nhất là hai công ty thép lớn của đức đã phải đóng cửa trước khi mà um, thiếu nguồn năng lượng thế bản thân cho biết là một công ty đầu tiên có tên là ArcelorMittal một công ty chuyên sản xuất về thép ở tại hamburg tuần vào tháng trước cho biết là họ đã bị thiếu hụt nguồn năng lượng và khó có thể tiếp tục sản xuất được xem là công ty thép lớn hàng thứ hai trên thế giới Công ty này cho biết là họ có thể sẽ đóng cửa một số những cái department ở trong cái công xưởng của họ vào cuối tháng 10 này và Acemito cho biết rằng là đây họ đang có tình trạng nhu cầu rất nhiều về thép tuy nhiên thì việc mà đóng cửa một số những cái department ở trong đây là bởi vì có cái tình trạng không đủ cái nguồn năng lượng cung cấp cho việc sản xuất và việc mà gọi là thiếu hụt nguồn năng lượng tại Âu Châu đang trở thành một cơn khủng hoảng lớn giữa giữa lúc mà các công ty khác bao gồm cả ngành thép, ngành hóa chất, ngành à, về à, kiến, ngành giấy và một số những ngành à, sản xuất về xi măng cũng đã có cái mức sản xuất rất thấp bởi vì không đủ năng lượng. Tổng giám đốc của Acem, à, Acelometer là ông à, Rainer Placher cho biết là nước Đức sẽ phải đối diện với tình trạng mà các công xưởng lớn và các kỹ nghệ công nghiệp có thể sẽ bị đóng cửa nếu như mà giá năng lượng vẫn tiếp tục duy trì tăng cao. Đây được xem là lời cảnh báo mới nhất của phía Đức đã đưa ra. Cùng một lượt thì phía Nga cho biết rằng là họ vẫn muốn tiếp tục cung cấp nguồn năng lượng cho Âu châu. Tuy nhiên đã bị giới hạn về các cái lệnh cấm vận mà Âu châu áp dụng đối với nước Nga trong việc mà Nga xâm lăng Ukraine. Hiện nay Âu châu vẫn đang lệ thuộc khoảng 40% nguồn dầu thô và kể cả khí đốt thiên nhiên từ phía của Nga và họ vẫn đang vật lộn trong việc mà tìm cách tránh ảnh hưởng từ phía Nga đây được xem là một trong những cái khó khăn thách thức mà nước Đức phải đối diện kể từ khi mà nga mở cuộc chiến tại Ukraine đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay thì à, tổng thống Iran cho biết rằng là, là các cuộc biểu tình cho cái chết của cô Ahmadi là dọn đường cho các cuộc bạo động và các cuộc tấn công Tổng thống của Iran trong ngày thứ năm lên tiếng nói rằng việc bạo động trong cái cuộc cái chết của cô Amani là dọn đường cho các cuộc tấn công khủng bố một ngày sau khi một tay súng đã nổ súng và khiến ít nhất 15 người đã bị thiệt mạng trong một cái đền thờ hồi giáo. Vụ à, tấn công đẫm máu này diễn ra ở thành phố phía nam có tên là Sirat, giữa lúc mà hàng ngàn người à, đã ra đường để mà kỷ niệm đánh dấu 40 ngày. À, biểu tình à, liên quan tới cái chết của cô amani vào ngày thứ tư ngay tại à, khu vực ở à, quê nhà của cô và trong đó thì à, tổng thống ebrahim raisi được xem là một nhân vật cực à, cực bảo thủ đã lên tiếng và nói rằng liên hệ giữa cái thảm kịch ngày thứ năm và tuyên bố rằng các kẻ thù đang tìm cách gọi là sẽ sử dụng các cái cuộc à, biểu tình và biến thành bạo động và từ bạo động sẽ biến thành hành động khủng bố ông này lên tiếng cho biết là sẽ có à, buộc những kẻ mà sát nhân sẽ phải chịu trách nhiệm sau khi mà có cái cuộc à, nổ súng tại một cái đền thờ hồi giáo của hệ hệ phái Shiite có tên là Saqerah à, Mausoleum trong đó thì giữa à, lúc mà đang có cái buổi cầu nguyện vào buổi tối và vụ tấn công này diễn ra giữa lúc mà À, có nguồn tin cho rằng là do nhóm Hồi giáo ISIS của hệ phái Sunni thực hiện, các người biểu tình đã bắt đầu à, xuất hiện à, và đã bắt đầu tràn xuống đường kể từ ngày 16 tây tháng 9 sau khi mà cô Masha Amni, 22 tuổi, gốc người Kurd, đã bị thiệt mạng sau khi mà cô đã bị bắt vào đồng cảnh sát vì vi phạm luật ăn mặc của Iran. Và 6 tuần lễ, gần 6 tuần lễ trong cái cuộc biểu tình này, không có dấu hiệu chấm dứt và cũng chưa xảy ra bạo động. Tuy nhiên thì phía của Iran cho biết rằng là đã bắt đầu manh nha cái dọn đường cho vấn đề bạo động và dẫn tới những hành động khủng bố sau vụ thảm sát ở ngôi đền thờ ở tại Iran ngày hôm nay. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Nga và Syria đã bắt đầu thực hiện một cuộc tập trận ngay trên lãnh thổ của Syria. Bản tin từ Damascus cho biết là cả lực lượng quân sự của Nga và Syria sẽ thực hiện một cuộc tập trận trên vùng lãnh thổ của Syria ở dưới mặt đất và cả trên không. Giới truyền thông của Syria cho biết như trên, lực lượng của đôi bên sẽ có một cuộc tập trận với kịch bản là tấn công các vị trí của kẻ thù, Nhà trong đó bao gồm luôn việc mà có sự hỗ trợ của pháo kích và các cuộc không tập bởi các chiến đấu cơ và các trực thăng. Theo tường trình một đoạn video mà Bộ Quốc phòng của Syria đã đưa ra, và trong đó họ nói rằng cuộc tập trận này là cần thiết cho việc mà gọi là À, có những cái à, hành động quân sự ở tại à, Syria nơi đã xảy ra cuộc nội chiến từ năm 2014 và cuộc tập trận này có sự chỉ huy quân sự của Nga ở tại Syria là tư lệnh có tên là Alexander Chaiko cùng với lại bộ trưởng quốc phòng của Syria là tư lệnh Ali Mahmoud Abbas và Nga được xem là một trong những quốc gia đã từng hậu thuẫn cho ông tổng thống Bashar al-Assad à, khi mà khối à, tây phương đã bắt đầu có những cái à, hành động cấm vận đối với lại Syria và cuộc chiến nội chiến kéo dài 11 năm qua đã khiến cho hàng trăm ngàn người đã phải rời khỏi quốc gia này đi lánh nạn. Trong khi đó thì Nga đã trở thành một cái lực lượng đồng minh thân cận của Syria từ năm 2015 và giúp quân bình quyền lực giữa các cái lực lượng phiếm quân và lực lượng của ông Bashar al-Assad. Cuộc tập trận này vẫn chưa cho biết là nằm ở vị trí nào ở Syria. Tuy nhiên thì lực lượng không quân của Nga và Syria vẫn thường tập trận ở những khu vực khác nhau trên toàn lãnh thổ bao gồm luôn cả khu vực mà gần đồi Golan hay nơi được à, phía Cà do thái đã kiểm soát đây được xem là cuộc tập trận à, mới nhất của syria và của nga và à, cuộc tập trận này được xem là cuộc tập trận đầu tiên kể từ khi mà nga đưa quân xâm lấn ukraine đó là bản tin liên quan tới tình hình của nga và của syria ngày hôm nay trong khi đó thì nga và khối tây phương đã đụng độ dữ dội trong việc mà yêu cầu liên hiệp quốc điều tra về các cái ton sử dụng ở trong chiến trường của ukraine Bản tin từ Liên Hiệp Quốc cho biết là Hoa Kỳ và các đồng minh Tây Phương ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đoan chắc với lại ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc là ông Antonio Guterres là họ có quyền điều tra nếu như Nga sử dụng các cái tròn của Iran tấn công vào các vị trí dân sự và các nhà máy điện tại Ukraine. Họ đã lên tiếng và bác bỏ lời tranh luận của phía Moscow rằng là phía lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc đã và nói rằng là chính Nga đã vi phạm vào cái hiến chương của Liên Hiệp Quốc. Đại sứ của Nga tại Liên Hiệp Quốc là Vasily Nepenzia, người đã lên tiếng kêu gọi cuộc họp này, đã lên tiếng tranh luận ở tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về cuộc điều tra trên. Ông ta chỉ ra cho thấy ở cái article số 100 trong đó là ông tổng thư ký không thể đưa ra một cái định hướng nào cho các chính quyền của các quốc gia khi mà nói rằng là có những cái cuộc đưa những cái giới chức ngoại quốc vào để mà điều tra nội bộ của một quốc gia khác. Trong khi đó thì phó đại sứ của Hoa Kỳ là Robert Wood đã gọi cái hành động của Nga là hành động rõ ràng cản trở cái phiên họp của Liên hiệp quốc. Trong khi đó đại sứ của Pháp là Nicolas de Rives lên tiếng cáo buộc Nga đã vi phạm vào hiến chương của Liên hiệp quốc. Khi mà bắt đầu hành hành có hành động xâm lăng nước láng giềng và tìm cách xác nhập lãnh thổ một cách bất hợp pháp. Trong khi thì Phó Đại sứ của Anh là James Karuki lên tiếng kêu gọi đây là một hành động mới nhất của Nga. Trong việc mà tìm cách che đậy tội ác tại Ukraine, Nga và Iran đã không có một cái sự minh bạch với lại các quy tắc của cộng đồng quốc tế các đại sứ và phó đại sứ của khối tây phương tại hội đồng bảo an liên quốc đã nói rằng họ không muốn tốn thêm thời gian với nga và họ muốn có một cái hành động thực tế thực tế hơn nga thì kêu gọi một cái cuộc họp gọi là kính vào ngày thứ ba trong đó cáo buộc là phía của ukraine đang chuẩn bị sử dụng loại dirty bomb và kêu gọi cuộc họp ngày thứ tư là tìm cách đối phó và điều tra trong việc mà hay, sử dụng dirty bomb trong khi đó thì các đại sứ của khối tây phương lại chuyển hướng và yêu cầu điều tra về việc mà nga đã sử dụng các cái drone của Iran và trong cuộc à, họp ngày thứ năm à, được biết là phía Hoa Kỳ đã lên tiếng và nó bác bỏ tất cả những cáo buộc của Nga cho rằng là Hoa Kỳ và Ukraine đang có những cái phòng nghiên cứu vũ khí sinh học ở tại Ukraine. Trong lá thư gửi cho Hội đồng Bảo an vào ngày thứ tư, thì đại sứ của Ukraine là Sergei Kislytskyi đã lên tiếng cáo buộc là Iran đã vi phạm vào lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc trong việc mà chuyển các cái tròn với tầm bay khoảng 300 km ở tại uh, nga đây được xem là cuộc đụng độ khá mạnh mẽ giữa phía nga và phía của khối tây phương trong vấn đề của ukraine đặc biệt là liên quan tới lời cáo buộc của nga cho rằng phía ukraine đã sử dụng dirty, sẽ sử dụng dirty bomb trong khi đó thì khối tây phương quay ngược trở lại bác bỏ những cái cáo buộc của nga và đồng thời yêu cầu điều tra về việc mà nga sử dụng các cái drone của iran để tấn công vào các cái hạ tầng dân uh, cơ sở về dân sự và các cái nhà máy điện tại Ukraine. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay, ông Putin sẽ có lời phát biểu ngay sau khi mà ông ta thực hiện cuộc tập trận nguyên tử. Bản tin mới nhất cho biết ông tổng thống của Nga là Vladimir Putin sẽ có cuộc nói chuyện trong một cái câu lạc bộ uh, có tên gọi là Vow down Đây là các cuộc họp thường niên và thảo luận thường niên vào uh, ngày thứ năm một ngày sau khi mà ông ta đã có một cái cuộc tập trận nguyên tử và trong đó có khả năng là tấn công nguyên tử. Ksenia Sobat được xem là một trong những cô gái, con gái của một nhân vật được xem là chính trị đối lập với ông Putin đã rời khỏi nước Nga và bay tới Âu Châu lánh nạn trong đó thì cáo buộc rằng là phía Nga đang có một số những cái hành động được xem là tăng cường cuộc chiến tại đây Nga đã mất khoảng 250 chiếc trực thăng ở tại Ukraine kể từ khi họ thực hiện cuộc xâm lăng. Tuy nhiên, thì họ vẫn không thể thay thế những cái những cái um, dụng cụ và những cái phụ tùng của quân sự khi bị mất đi. Trong khi đó thì ông tổng thống Zelensky cho biết rằng là đã có những cái cuộc tấn công vào ban đêm. Trong khi đó thì phía Nga cho biết rằng là ông Vladimir Putin đang có một cái cuộc nói chuyện ở trong một cái uh, câu lạc bộ gọi là van Dij. và đây đây là cái cuộc nói chuyện chính thức của ông tổng thống nga sau khi mà ông ta đã thực hiện một cuộc tập trận về nguyên tử ở vùng biển cực đông của nước nga trong đó thì đã thực hiện các cái cuộc đánh bom nguyên tử trong đó với cái à, tức là bom giả hình tức là không phải là bom thật và trong đó sử dụng tất cả những loại quanh tạc cơ chiến lược của Nga mang theo các cái đầu à, bởi trái bom nguyên tử và kể cả một số những cái à, bể phóng về vũ khí nguyên tử của của Nga ở bờ biển cực Đông. Đây được xem là một trong những cái à, cuộc xuất hiện mới nhất của ông à, Vladimir Putin ngay sau khi mà có cái cuộc tập trận và ông ta giám sát cái cuộc tập trận nguyên tử của nước Nga đó là bản tin liên quan tới tình hình của nga và của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay hoa kỳ đã cho bắn thử cái hỏa tiễn siêu âm thanh tại một cái căn cứ ở tại virginia Bản tin mới nhất từ ở phía Hoa Kỳ cho biết là lực lượng lục quân và hải quân của Hoa Kỳ đã bắn thử một cái hỏa tiễn siêu âm thanh từ căn cứ quân sự tại Virginia và trong đó họ mô tả rất thành công theo tường trình của đài truyền hình CNN. Đây là lần thứ, thử nghiệm thứ hai cho cái chương trình này đã bắt đầu từ năm 2021 và trong đó họ sẽ à, thực hiện cuộc bắn thử các kỹ thuật về siêu âm thanh bao gồm luôn cả bắn ở trên mặt biển lẫn ở trên đất liền theo tường trình của giới quân sự cho biết và cuộc à, 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 bắn thử ngày hôm nay phải nói rằng rất thành công. Phó đề đốc có tên là Johnny Wolf, một trong những người giám đốc điều hành cái chương trình chiến lược nguyên tử của Hoa Kỳ đã cho biết như trên. Và điều sự thật, chúng ta đã có được một cái bước tiến khá dài và chúng ta vẫn tiếp tục có những cái cuộc nghiên cứu kế tiếp để có thể hoàn tất cái chương trình vũ khí siêu âm thanh của Hoa Kỳ. Một cuộc bắn thử khác diễn ra vào ngày mai ở tại cái căn cứ gọi là Wall of Life Facility với tổng cộng là 13 cái... À, 13 cái hỏa tiễn à, được xem là siêu âm thanh mà phía Hoa Kỳ cho biết. Trong đó thì bản báo cáo nói rằng à, việc này thì các cái màu hỏa tiễn này có thể bay với tốc độ là 4.000 à, dặm cho một giờ và gần như là có thể à, bắn rất nhanh và tốc độ gấp 5 lần so với siêu à, với lại âm thanh trong khi đó thì phía nga và phía trung quốc cũng đang có cuộc chạy đua về việc thử nghiệm và bà bà sản xuất các loại vụ hỏa tiễn siêu âm thanh mà trong đó à, trung quốc là cái quốc gia đang tìm cách giáo thiết để cân bằng cái uh, quyền lực quân sự của nga và của hoa kỳ lực lượng không quân hoa kỳ đã thực hiện thành công cái vụ bắn thử cái uh, hỏa tiễn siêu âm thanh này từ chiếc b 52 bomber ở phía nam của california và họ đã bắn với cái tốc độ à, được xem là 5 lần so với âm thanh và bắn ở một cái mục tiêu 1.100 à, và bay ở độ cao là 1.100 feet và theo thường trình của đài truyền hình Al cho biết và đây được xem là một trong những cái cuộc tập trận và cuộc thử nghiệm mới nhất của Hoa Kỳ nhằm quân bình cán cân quân sự giữa Hoa Kỳ và Nga cũng như Trung Quốc, giữa lúc mà các quốc gia đang có cuộc chạy đua vũ trang mới và có thể quay trở lại một cái mà họ gọi là chiến tranh lạnh, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ, của Nga và của quốc tế. Cũng trong ngày hôm nay thì cơ quan FBI đã bắt giữ một người đàn ông Đài Loan đã làm việc bí mật với lực lượng hải quân của Đài Loan. Bản tin mới nhất cho biết một người Đài Loan từng làm việc cho chính quyền liên bang đã bị bắt giữ bởi cơ quan FBI bởi vì ông này đã khai mang về những tiếp xúc của ông ta với lực lượng hải quân của Đài Loan và sử dụng cái đại dịch để che đậy việc mà ông ta quay trở lại Đài Loan. Trong ngày thứ ba thì tờ báo quân sự có tên là Star and Strip đã báo cáo người đàn ông 57 tuổi này có tên là Chu Ji Fei là một nhân viên của cái chờ à, cái cơ quan đặc trách về nghiên cứu biển của à, liên bang Hoa Kỳ à, và ông ta là cư dân của Michigan sẽ đối diện với 20 năm tù bởi vì ông ta đã khai man về các mối quan hệ của ông ta với lực lượng hải quân của Đài Loan và đã cung cấp những tài liệu giả trong vấn đề mà gọi là kiểm tra về an ninh à, cơ quan chống phản gián của Hoa Kỳ à, cho biết Họ đã điều tra ông Chu từ tháng 12 năm 2020 và trong đó phát hiện là ông ta đã không cung cấp những thông tin liên quan tới những tiếp xúc của ông ta với các viên chức hải quân của Đài Loan à, và một công ty của Đài Loan sau khi mà ông ta đã xin làm việc với cái hợp đồng 3 năm cho lực lượng hải quân của Hoa Kỳ và lực lượng nghiên cứu về biển của lực lượng hải quân Hoa Kỳ ở tại và đã, ông ta đã xin ở từ cái tòa tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Singapore và hành động này cho thấy rằng là ông ta đã có một cái động cơ mới và Thêm vào đó thì ông này đã không công bố trong cái việc mà ông ta sinh sống tại Đài Loan 11 tháng và không có sự giám sát của chính quyền liên bang. Mặc dù ông này sinh tại Đài Loan, tuy nhiên ông ta đã từ bỏ quốc tịch Đài Loan từ năm 2008 và trong 11 tháng đó ông ta đã làm việc trực tiếp với lại lực lượng hải quân của Đài Loan và FBI nhân viên điều tra đã cho biết rằng là ông này đã có những cái email trao đổi trước khi mà ông ta bắt đầu có một cái cuộc sống ở Đài Loan 11 tháng và ông ta đã có cái hành động khai man đối với lực lượng FBI. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Đài Loan ngày hôm nay. Và được xem là bản tin thời sự khá chú ý trong ngày hôm nay. Joe Biden tuyên bố là Hoa Kỳ không muốn có cuộc xung đột với Trung Quốc trong vấn đề của Đài Loan. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong ngày thứ tư đã lên tiếng nhắc lại Washington không tìm kiếm sự tranh chấp quân sự với Bắc Kinh sau khi mà ông ta hợp với các giới chức quân sự hàng đầu của Hoa Kỳ, bao gồm luôn cả bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và kể cả à, thứ trưởng à, quốc phòng là Kelly Hicks và cùng với lại tổng tham mưu trưởng của Hoa Kỳ là ông Mark Milley, à, ông Biden nói rằng Hoa Kỳ sẽ chịu trách nhiệm quản lý về vấn đề cạnh tranh với Trung Quốc theo tường trình của một cái à, thông cáo báo chí do tòa bạch ốc đưa ra và người dân Hoa Kỳ cần phải à, quản trị cái à, lực lượng quân sự của họ tuy nhiên họ sẽ tránh khiêu khích và không muốn có một cái cuộc tranh chấp quân sự với trung quốc đó là lời phát biểu của ông joe biden chúng ta sẽ có sự cạnh tranh với họ nhưng mà không đối đầu quân sự đó là lời phát biểu của ông này đưa ra giữa lúc mà ông joe đang tìm cách thắt chặt các mối quan hệ với đồng minh trong cái chiến lược indo pacific và trong đó làm việc chung với các đối tác để cam kết sẽ có một cái đường tự do mở rộng và an toàn hàng hải ở khu vực indo pacific và ông lên tiếng kêu gọi khối nato là phải tăng cường vai trò của họ ở tại khu vực á châu thái bình dương Cùng một lượt với lời tuyên bố của ông Joe Biden thì Tập Cận Bình cũng đã lên tiếng và nói rằng Trung Quốc có thể làm việc với Hoa Kỳ trước khi mà có thể có cuộc gặp gỡ giữa đôi bên ở tại Bali. Chủ tịch nhà nước Cộng sản Trung Quốc là Tập Cận Bình nói rằng quốc gia của ông ta sẵn sàng làm việc với Hoa Kỳ để tìm kiếm những đường hướng hợp tác. Lời phát biểu này đưa ra giữa lúc mà có tiềm năng là Tập Cận Bình và Joe Biden sẽ gặp gỡ bên lề của hội nghị G20 vào tháng tới các cuộc đối thoại vẫn là tốt hơn cho cả hai quốc gia và để phát biện phát triển cái hòa bình trên toàn cầu và sự phát triển đó là lá thư mà ông tập cận bình đã gửi ra cho cái quỹ ban đặc trách về mối quan hệ của trung quốc và hoa kỳ trong một cái bữa ăn tối thường niên theo tường trình của tân hoa xã đã đưa ra Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Hoa Kỳ để tìm kiếm những đường hướng đúng đắn để có thể làm việc chung và trong một cái tờ, à, thế hệ mới và tờ, thời đại mới và, và dựa trên căn bản tôn trọng hòa bình và à, cái gọi là win win à, có là có nghĩa là đôi bên đều có lợi trong cuộc hợp tác và quyền lợi không những là cho cả hai quốc gia và cho cả thế giới. Đó là lời phát biểu của Tập Cận Bình đã đưa ra trong ngày thứ năm. Lời phát biểu này đưa ra giữa lúc mà phía Tập Cận Bình đã bắt đầu có thêm nhiệm kỳ thứ ba trong vai trò lãnh đạo nhà nước Cộng sản Trung Quốc và giữa lúc mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đang có nhiều căng thẳng trên nhiều mặt trận. Ông Blinken trước đó là Ngoại trưởng Hoa Kỳ lên tiếng và nói rằng Bắc Kinh đang tăng tốc việc mà đánh chiếm đảo quốc Đài Loan. À, Tập Cận Bình đã nhắc lại trong cái uh, lời phát biểu trong cái buổi khai mạc và buổi bế mạc của cái uh, hội nghị Đảng Cộng sản Trung Quốc kỳ thứ 20, trong đó ông ta vẫn nhắc lại việc tái thống nhất Đài Loan bằng bất kỳ uh, bất kỳ một cái giá nào, tức là kể cả hòa bình, kể cả vấn đề sử dụng vũ lực và việc mà Hoa Kỳ đang tăng cường việc giám sát tất cả những cái uh, kỹ thuật bao gồm luôn cả kỹ thuật chip điện tử và semiconductor đã khiến cho mối quan hệ của đôi bên trở nên tồi tệ hơn. Và trong lời phát biểu ngày hôm qua hôm nay thì Tập Cận Bình nói rằng ông ta sẵn sàng gặp gỡ Joe Biden và tìm kiếm những đường hướng để hợp tác với Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc ngày hôm nay. Và giữa lúc Joe Biden và kể cả Tập Cận Bình đồng loạt lên tiếng trong vấn đề của Đài Loan thì phía Đài Loan cho biết có 22 chiến đấu cơ và ba tàu chiến của Trung Quốc lại tiếp tục tiếp cận vào trong khu vực biển của Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết Họ đã phát hiện 22 chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc và 3 chiếc tàu chiến của Trung Quốc à, bao quanh xung quanh khu vực của họ, bao gồm luôn cả 9 chiếc máy bay à, đã xâm nhập vùng nhận nhận dạng phòng không ở phía nam của Đài Loan vào ngày thứ tư. Và lúc 6 giờ 50 phút chiều thì Bộ Quốc phòng cho biết 20 bay, 22 chiếc máy bay của lực lượng không quân của PLA à, trong đó bao gồm một số những trinh sát cơ và chiến đấu cơ đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không phía nam của họ đồng thời phía PLA cho biết họ cũng đã à, xin lỗi quý vị phía Đài Loan cho biết họ cũng đã gửi các tàu chiến các chiến đấu cơ và kể cả hệ thống radar cảnh báo để mà trục xuất những chiếc này ra khỏi vùng nhận dạng phòng không. Các chiếc này gồm các chiến đấu cơ J-16, các chiến đấu cơ J-11 và kể cả trinh sát cơ YS à, chống tìm thủy đỉnh và một chiếc à, trinh sát cơ bay bằng điện cùng với lại một chiếc à, gọi là Tron của Trung Quốc gọi là BZK007. Đây được xem là một trong những cuộc xâm nhập khá lớn kể từ khi mà à, phía của Quốc hội Cộng sản Trung Quốc vừa chấm dứt cái đại hội đảng của kỳ thứ 20 đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc và của Đài Loan ngày hôm nay. Và cùng một lực thì Đài Loan cho biết có một phái đoàn của họ đã được gửi tới để thắt chặt các mối quan hệ ở khu vực vùng Baltic giữa lúc mà đang có căng thẳng với lại đảo quốc với lại Trung Quốc một phái đoàn hùng hậu của lực của Đài Loan bao gồm các cái lãnh đạo của các ngành sản xuất và kể cả ngành kỹ thuật đã viếng thăm Latvia và Lithuania trong tuần này để thảo luận về việc hợp tác về kỹ thuật trong lúc mà đang có sự căng thẳng với Trung Quốc. Li Minh Song được xem là thứ trưởng đặc trách về vấn đề khoa học kỹ thuật của Đài Loan đã dẫn đầu một phái đoàn hùng hậu với các giám đốc và tổng giám đốc của những công ty IT của Đài Loan đã viếng thăm các quốc gia ở vùng biển Baltic. Đài Loan đã được sự hỗ trợ khá mạnh của các quốc gia này gồm có Latvia và Lithuania. Lithuania đã có một cái văn phòng đại diện của Đài Loan với cái tên là Taiwan và họ đã phải chịu đựng cái sự gọi là trả đủ của Trung Quốc khi Trung Quốc đã can ngăn cấm tất cả các mặt hàng của Lithuania nhập cảng vào Trung Quốc ngược lại thì Trung Quốc cũng đã ngăn cản tất cả những chuyến hàng chở những cái phương tiện và những cái hàng mặt hàng vào Lituania. căng thẳng giữa Bắc Kinh và các quốc gia vùng Baltic đã căng thẳng trong những năm gần đây, đặc biệt liên quan tới đảo quốc Đài Loan. trong khi đó thì Đài Loan vẫn tiếp tục duy trì việc mà gọi là có những cái hành động được xem là đối đối kháng lại với sự gọi là ăn hiếp và hung hăng của Trung Quốc trên eo biển Đài Loan. cả Latvia, Estonia và Lituania đã bắt đầu có cái âm thầm gần như là rời bỏ cái sự tiếp cận với Trung Quốc và bắt đầu thắt chặt các mối quan hệ với Đài Loan nhiều hơn và họ đã rời khỏi một cái tổ chức gọi là 17 cộng tức là 17 quốc gia ở Trung Âu và Đông Âu và một một cộng một với là Bắc Kinh và bây giờ họ đã rời khỏi các cái tổ chức này đây được xem là một trong những cái cuộc viếng thăm chính thức của Đài Loan với các quốc gia vùng Baltic và được xem là thời sự hàng đầu trong Channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay đó là việc mà hơn phân nửa người úc đã ủng hộ việc gửi lực lượng quân sự của họ tới bảo vệ cho đảo quốc đài loan một cuộc thăm dò mới cho thấy gần như là một trong hai người úc đều ủng hộ mạnh mẽ cho việc mà lực lượng của úc có thể gửi tới để bảo vệ cho đài loan trong trường hợp mà bắc kinh tấn công đảo quốc đài loan đây được xem là con số cao nhất so với cả hoa kỳ và cả nhật bản và cuộc thăm dò này cho thấy người dân úc gần như là họ đứng hẳn về phía người người dân Đài Loan và cuộc thăm dò này đã được thực hiện bởi YouGov Commission và được thực hiện bởi một cái uh, trung tâm nghiên cứu tại Hoa Kỳ ở uh, và đã được công bố bởi trường đại học Sydney và cuộc thăm dò của YouGov tức là do government cho thấy họ đã thực hiện cuộc thăm dò này từ ngày 5 cho tới ngày 9 tây tháng 9 <laughs> khi mà hỏi họ hỏi cùng một câu hỏi liên quan tới cái vấn đề gọi là um, của người úc là nếu như trung quốc tấn công đài loan quý vị sẽ đồng ý bao nhiêu phần trăm và không đồng ý bao nhiêu phần trăm là úc sẽ có một cái phản ứng tiếp theo cái khuynh hướng này và gần phân nửa trong số họ đồng ý là nói rằng cần phải gửi lực lượng quân sự của úc tới hỗ trợ cho hoa kỳ để bảo vệ cho đài loan và 18% đã ca, đã mạnh mẽ và nói rằng cần phải làm điều này. Trong cùng một câu hỏi thì 25% phản đối à, và trong đó thì 50% cho rằng là mạnh mẽ à, ủng hộ và 18% là mạnh mẽ ủng hộ. 25% thì cho rằng họ phản đối và không đồng ý. Đây được xem là có cuộc thăm dò mới nhất và 35% trong số 1015 người đồng ý là phải có một cái hành động mạnh mẽ phối hợp với lực lượng của Nhật Bản và Hoa Kỳ để bảo vệ cho Đài Loan. Trong khi đó chỉ có 29% phản đối và mức độ phản đối được xem là thấp hơn. Riêng tại Hoa Kỳ, 33% trong số 1.066 người nói rằng cần phải gửi lực lượng quân sự Hoa Kỳ tới để mà bảo vệ cho đảo quốc Đài Loan và chỉ có 31% là phản đối trong khi đó thì hơn phân nửa người Úc tức là 53% ủng hộ cho việc ủng hỗ trợ vũ khí cho Đài Loan 38% nói rằng phía của Úc nên gửi quân đội tham chiến trực tiếp để bảo vệ cho khu vực của Đài Loan đây là cuộc thăm dò mới nhất đã được công bố bởi phía Úc đưa ra Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì phía Seoul tức là Nam Hàn cho biết là họ các quốc gia đồng minh đã đồng ý là sẽ có biện pháp cứng rắn để đối phó nếu như mà phía Bắc Hàn thử nghiệm nguyên tử. Bản tin từ Tokyo cho biết là Nam Hàn đã lên tiếng và nói rằng trong ngày thứ tư đã có sự đồng ý của cả Hoa Kỳ lẫn Nhật Bản trong việc mà nếu như Bắc Hàn tái lập cái chương trình thử nghiệm vũ khí nguyên tử của họ thì sẽ có một cái hành động thích đáng của phía Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh, Washington và các quốc gia gồm có Nam Hàn và Nhật Bản. Vẫn đang có sự căng thẳng với Bắc Hàn tiếp theo sau việc mà Bắc Hàn đã thử nghiệm các loại hỏa tiễn đạn đạo của họ và bắn các trọng pháo của họ và các đạn pháo kích của họ ra bên ngoài biển và một trong những nhân vật được xem là thứ trưởng đệ nhất thứ trưởng bộ ngoại giao của Nam Hàn là ông Cho him Don đã lên tiếng thảo luận vấn đề này với kệ với lại thứ trưởng bộ ngoại giao của Nhật Bản là Takeo Mori cùng với thứ trưởng bộ ngoại giao của Hoa Kỳ là bà Wendy Sherman tại Tokyo chúng tôi đồng ý rằng là sẽ có cái mức độ thích đáng để mà cần thiết nếu như Bắc Hàn tiếp tục quay trở lại lần thử nghiệm thứ bảy về nguyên tử của họ đó là lời khẳng định của ông Cho đã đưa ra đây được xem là một trong những cái phản ứng mới nhất của ba quốc gia đồng minh ở khu vực Đông Bắc Á giữa lúc mà Bắc Hàn đang có những cuộc thử nghiệm về hỏa tiễn đạn đạo và có tin cho rằng họ có thể thử nghiệm cả vũ khí nguyên tử lần thứ bảy 5 năm kể từ năm 2017. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Bắc Á ngày hôm nay và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay. Bên Hòa Lan đã bắt đầu điều tra về những cái văn phòng bất hợp pháp của công an Trung Quốc ở tại Hòa Lan. Bản tin từ Amsterdam cho biết là chính quyền của à, Hòa Lan đang mở cuộc điều tra về các báo cáo cho rằng Trung Quốc đã mở một văn phòng cảnh sát bất hợp pháp đại diện cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc ở trên lãnh thổ của Hòa Lan. Cuộc điều tra này tiếp theo sau cuộc báo cáo của một cái cơ quan truyền thông có tên gọi là RTL, à, một trang website gọi là Follow the Money, à, trong đó cho thấy rằng ít nhất, đã có hai văn phòng thực hiện các cái uh, trách nhiệm gần như là đại diện cho nhà nước cộng sản Trung Quốc và uh, bộ công an mật vụ của Trung Quốc ở tại lãnh thổ của Hòa Lan. Tòa đại sứ Trung Quốc đã gửi ra một email và nói rằng họ không hề có cái tiện gọi liên quan tới cái văn phòng này. Uh, hệ thống uh, tư pháp của Trung Quốc và hệ thống ngoại giao hoàn toàn khác biệt nhau và chúng tôi không có liên can. Đây là lời tránh né của tòa đại sứ Trung Quốc ngay sau khi mà phía à, chính quyền của Hòa Lan đã mở cuộc điều tra sâu động sau khi có bản báo cáo cho rằng nhà nước Cộng sản Trung Quốc đã thiết lập trên 51 cái trạm cảnh sát ở hải ngoại trong đó có luôn cả những cái trạm cảnh sát đặt tại ở Amsterdam, Hòa Lan và điều này đã dẫn tới tình trạng mà chính quyền Hòa Lan đã cho điều tra tất cả những cái hoạt động của những văn phòng được xem là bất hợp pháp này ở trên lãnh thổ của Hòa Lan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, các nhà lập pháp của Philippines đã đệ trình dự luật để ngăn chặn tất cả các tàu chiếc tàu và máy bay của Trung Quốc có thể xâm nhập vùng nhận nhận nhà vùng gọi là đặc quyền kinh tế của họ. Ít nhất một nhà lập pháp tại Philippines đã tái giới thiệu lại một cái dự luật trong đó nhằm đối phó với việc mà tàu của Trung Quốc và các chiếc máy bay của Trung Quốc vẫn xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Philippines đã nộp rất là nhiều những cái đơn khiếu nại về các hoạt động của Trung Quốc nằm trong 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế của họ gọi là EEZ trong đó bao gồm luôn là một số tàu hải giám và tàu ngư phủ dân quân của Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành động uy hiếp tới những ngư phủ của Philippines và Philippines cho biết họ sẽ à, đệ trình cái dự luật này ở trên sàn thượng viện và người à, dân biểu quốc hội có tên là rufu à, rorigu đã chính thức để đệ trình cái dự luật này trong đó là yêu cầu quốc hội thông qua và tranh cãi cũng như bỏ phiếu trong khi mà ông tổng thống của Philippines là Ferdinand Marcos Jr. đã theo đuổi một cái mối quan hệ được xem là gắn liền với Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì ông cho biết rằng là việc mà tranh chấp với Trung Quốc trên khu vực Biển Đông vẫn là một trong những cái trở ngại lớn khi mà mối quan hệ trước đây của Trung Quốc và của Philippines có vẻ gần gũi hơn dưới thời của ông Duterte. Đây được xem là một trong những cái Luật mới mà Philippines đã đệ trình trên sàn Quốc hội của họ và hy vọng sẽ được thông qua nhằm cản trở và có những biện pháp mạnh hơn khi tàu hải giám của Trung Quốc và các tàu dân quân ngư phủ của Trung Quốc vẫn tiếp tục xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines ở trên quần đảo Trường Sa. Đó là bản tin liên quan tới thời sự của quốc tế ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bản tin này và bây giờ như thường lệ chúng ta vẫn bước qua phần đọc comment và thảo luận nha. Rồi tiếp tục. Liệu ông Trọng đi Trung cộng về chắc có thể cứu được tình hình thiếu xăng dầu ở Việt Nam không anh? No. Nộp. Tại vì Trung Quốc không có sản xuất xăng dầu. Trung Quốc có nguồn khí đốt thẳng dư sau khi mà họ áp dụng chính sách zero covid, nhưng mà nguồn khí đốt này xuất cảng vào châu bởi vì bán cho châu châu giá có lợi hơn. Trung Quốc không có xuất cảng xăng dầu do đó, việc mà ông Trọng đi qua bên Trung Quốc À, trong cuối tuần này tức là ngày chủ nhật mục đích của ông ta là tìm cách thuyết phục tập cận bình duy trì lời cam kết của lý khắc cường mở rộng thị trường xuất cảng của việt nam qua trung quốc đó là điều chính điều thứ hai là giữ lời cam kết với lại cộng sản trung quốc là sẽ làm việc chặt chẽ với lại bộ quốc phòng và lực lượng cộng sản trung quốc đó là cái mà tôi biết được nha không có liên quan gì tới xăng dầu hết ok rồi tiếp tục wow à, lướt qua những cái lời chào hỏi nha ok à rồi à bây giờ mình vô cái phần già bữa nay chào hỏi hơi nhiều đó ok tôi mong muốn new zealand úc hàn quốc à, nhật bản gia nhập nato nó nato là liên minh quân sự bắc đại tây dương những quốc gia này không nằm ở bắc đại tây dương ok những quốc gia này nằm ở á châu thái bình dương và ấn độ dương cho nên họ không có gia nhập họ có thể là đối tác của nato nhưng mà họ không phải là thành viên của nato và đang có xu hướng thành lập một cái liên minh quân sự tại á châu mà trong đó người ta à, nói rằng là có thể sẽ có cái à, có thể sẽ có một cái cuộc liên minh này tuy nhiên vẫn còn nhiều trở ngại nha rồi tiếp tục với thái độ nhu nhược làm sao đụng độ với trung quốc tôi nghĩ rằng là ông ta tuyên bố như vậy gần như là một cái à, lời nói xả giao bởi vì à, cùng một lực tập cân bình cũng tuyên bố sẵn sàng làm việc với Hoa Kỳ đây là cái, cái cái cách thông thường mà trước khi đôi bên gặp nhau vẫn dành những lời tích cực cho nhau trước khi gặp nhau nhưng mà khi mà có tiềm năng là đôi bên sẽ gặp gỡ ở bên lề của hội nghị g 20 ngày 15 và ngày 16 tây tháng 11 khi mà 20 quốc gia trong khối g 20 có mặt tại Bali Indonesia tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng cuộc gặp gỡ này cũng chả đi tới đâu bởi vì hai bên đã tới mức không thể dừng lại. Tôi có thể nói với quý vị, kể cả phía Trung Quốc, kể cả phía Hoa Kỳ, dù Joe Biden có nhu nhược cỡ nào, cũng không thể dừng lại cái chiến lược chuyển trục về Á Châu của Hoa Kỳ. Và dù Tập Cận Bình có tìm cách mềm dẻo cỡ nào, cũng không thoát được cái thế, cái thế diều hâu của ông ta đối với lại việc mà ông ta vừa nắm quyền tại Trung Quốc trở lại. Do đó quý vị, đây là một trong những cái thế của tôi gọi là không thể lùi được nha. Rồi tiếp tục Ok À Biden lời đợi như vậy cũng tốt Coi như Trung Quốc đánh Đài Loan Đánh dám đánh Đài Loan không Thật sự quý vị tôi nói đây là ngôn ngữ ngoại giao Tôi cho rằng là trước khi đôi bên gặp nhau Thì vẫn có những cái ngôn ngữ được xem là tích cực Còn chuyện ai nấy làm Joe Biden dù có ngôn ngữ mềm dẻo đi nữa Ông ta vẫn phải tiếp tục duy trì cái chiến lược Á Châu và Tập Trần Bình dù có thiện chí muốn gặp Joe Biden đi nữa thì ông ta cũng phải giữ lấy cái quan điểm và cái lập trường của Trung Quốc không thay đổi được. Do đó hai bên đã không còn cái thế gọi là giảm đi những căng thẳng nha. Rồi tiếp tục à Wow. Vậy là ông Biden đã bỏ rơi Đài Loan hay sao hả anh Phong? Chưa biết, ông phải, ông không ta bỏ rơi mà tôi nói đây là cái ngôn ngữ thôi. Ok. Rồi à Wow qua wow, lướt qua những cái uh... Ok. À uh... Rồi những cái gì không có liên quan tới cái uh... cái thời sự ngày hôm nay á, quý vị có comment vô tôi cũng không đọc và nếu mà tiếp tục comment quý vị sẽ bị block nha, nhất là những người mà cứ lợi dụng cái diễn đàn vô nói toàn là chuyện ba sàm ba láp liên quan tới vấn đề của Việt Nam đó thì có thể bị block đó nha. Rồi, à, quân lực Hoàng gia Úc chỉ đứng sau à, Đại Hàng khi tác chiến ở Việt Nam. Nếu lần này họ đổ quân lên Đài Loan thì PLA rơi khó rồi. Thật sự quý vị, chưa chắc. Bây giờ quân lực của Úc rất mạnh. Nhất là sắp tới họ lại có thêm một số những tiềm thị đỉnh nguyên tử. Và suốt nhiều năm qua, họ đã à, à, cải thiện cái hệ thống quân sự của họ. Chưa chắc Nam Hàng đã qua được Úc đâu. Tôi nói thật đó. Nhưng mà có điều là lực lượng của Nam Hàng và lực lượng Úc là hai lực lượng được xem là khá mạnh tại Á Châu. Nếu như họ tăng cường cái vai trò của họ rất tốt. Úc thì đã đồng ý tăng cường vai trò của họ với lời cam kết của Hoa Kỳ. Nhưng mà Nam Hàn thì chưa. Nam Hàn vẫn còn ở cái thế gọi là trung dung. Tức là họ chưa chính thức bước vào một cái cuộc đối đầu. Họ vẫn còn giữ thái độ trung dung. Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, ông Yoon seok yeon sẽ thúc đẩy và thay đổi cái chính sách này. Nam Hàn vẫn chưa xen vào cục diện quân sự của Á Châu. Hy vọng rằng cái sự diều hâu của Bắc Hàn nó sẽ làm cho nam hàn thay đổi quan điểm nha rồi tiếp tục ok à ok à, những gì mà quý vị không có tôi đã nói là những gì mà nó không có liên quan tới à, cái thời sự ngày hôm nay thì quý vị vô là sẽ bị block đó ok đa số người dân úc ủng hộ đài loan vì họ là những con người thật sự yêu tự do thật sự quý vị đây là cuộc thăm dò mới nhất và trong đó là các cuộc thăm dò này càng cho chúng ta thấy dấu hiệu bắc kinh có thể tấn công đảo quốc đài loan bất kỳ giờ phút nào đây là một cái dấu hiệu rất rõ ràng là bắc kinh có thể à, hành, có hành động được xem là diều à, hâu với đài loan do đó các cuộc thăm dò đưa ra cùng một lượt với lại cái tình trạng báo động của giới tình báo và chính những cái nơi mà gọi là như nước úc xa như vậy đó họ vẫn có những cuộc thăm dò cho thấy rằng là sự đe dọa của bắc kinh là đều đang diễn ra không những là ở eo biển đài loan mà kể cả khu vực dưới tầm ảnh hưởng của úc là khu vực nam thái bình dương do đó quý vị việc này người dân úc họ phản ứng là đúng thôi nha rồi tiếp tục trung quốc đặt nhiều trạm cảnh sát ở thế giới à, cũng chả có gì tốt đẹp toàn bắt những người phản đối để bảo vệ cho đảng cộng sản trung quốc không những như vậy mà họ còn có những cái hoạt động khác nữa chứ không phải là chỉ áp lực những cái người này quay về trung quốc hay là bắt giữ những người này bắt thì họ không bắt đâu tại vì họ bắt là họ sẽ vi phạm cái luật ở các quốc gia sở tại nhưng họ áp lực, họ dùng thân nhân, bạn bè, tài sản hay cái gì đó để áp lực những người này quay trở về Trung Quốc và khi những người này trở về Trung Quốc thì mới bị bắt giữ. Tuy nhiên thì cái văn phòng trạm cảnh sát này đó nó không chỉ có đóng vai trò là cảnh sát không quý vị. Nó còn đóng vai trò thu lượm tin tức và hoạt động tình báo nữa. Và bây giờ có trên 51 cái trạm cảnh sát trên toàn thế giới các thành phố lớn của các quốc gia có nền dân chủ lớn nhất trên thế giới đều có trạm cảnh sát của Trung Quốc. Quý vị thấy, ở New York, rồi ở Toronto, rồi ở Vancouver, ở Sydney, ở Melbourne, ở ngay tại London, và bây giờ có thêm cả ở Amsterdam, ở tại Hòa Lan nữa quý vị. Đây rõ ràng là Bắc Kinh đã bắt đầu lắp đặt những cái, nhất là Tập Cận Bình trong 10 năm qua. Ông ta đã thiết lập rất nhiều cái mạng lưới, uh, network để mà À, làm việc có lợi cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc, bao gồm trên các mặt trận hoạt động gián điệp, đánh cắp thông tin, rồi tuyên truyền và à, tìm cách gọi là thao túng các cái nền chính trị hay là các cái xã hội ở địa phương ở những quốc gia này nha. Rồi tiếp tục, wow, à, không biết khi mà Trung Quốc đánh trận đầu tiên với Đài Loan chắc đánh bằng máy bay bỏ bom hay là Trung Quốc có chiến lược gì khác không anh? theo tôi biết thì à, nếu mà có xảy ra cuộc chiến này thì họ sẽ dùng à, các hỏa tiễn à, xuyên lục địa trước rồi sau đó mới dùng chiến đấu cơ tức là từ thềm lục địa của trung quốc sẽ bắn hỏa tiễn vào trong lãnh thổ của đài loan đó là hành động phủ đầu đầu tiên rồi sau đó mới tới chiến đấu cơ là bước thứ hai rồi mới dùng hải quân đổ bộ là cái à, bước thứ ba đây là cái mà tôi nhìn từ ở cái góc độ mà cái bản đồ của đài loan thì tôi nhìn như vậy có điều là thật sự thì cuộc chiến này nếu nó xảy ra thì tôi vẫn chưa biết được là Bắc Kinh sẽ à, tấn công bằng cách nào. Họ không hề tiết lộ kịch bản. Tuy nhiên trong những năm gần đây, bắt đầu từ tháng 9 năm 2020, thì Bắc Kinh đã liên tục xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan ở nhiều mức độ khác nhau, ở mức độ thấp, à, tầm bay thấp cho tới tầm bay cao sát mặt biển, rồi ở những cái góc khác nhau từ ở phía của cái không phận của trung quốc mà bay vào trong vùng nhận dạng phòng không đó rồi bên cạnh đó thì họ cũng thử nghiệm cái hệ thống gọi là radar của đài loan rồi cái phản ứng của đài loan họ đã thử đủ rất nhiều lần và ngày hôm nay vẫn có những cuộc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không có nghĩa là bắc kinh đã trải qua và họ đã nhấn họ đã hiểu được cái mức đề phòng của đài loan ở mức độ nào bây giờ là họ cố tình tiếp tục có những cuộc xâm phạm này là cái điều mà tôi nghĩ rằng là họ đang tìm cách dùng trận giả đánh trận thật Tức là có thể rằng những chiến đấu cơ này đóng vai trò thu hút sự chú ý của hệ thống phòng không. Rồi bất ngờ quý vị, từ thềm lục địa có thể họ sẽ bắn các hỏa tiễn vào trong vùng lãnh thổ của, của Đài Loan. Cái này là cái kịch bản mà tôi nghĩ rằng nếu như có cuộc chiến trực diện còn bây giờ trên nguyên tắc thì tôi thấy rõ ràng là Tập Cần Bình sẽ chơi cái trò gọi là mưa lâu thấm đất. Tức là đánh chiếm từng phần một. Đánh chiếm từng phần một những cái đảo mà Đài Loan kiểm soát ở bên ngoài sẽ bị đánh chiếm trước rồi dần dần mới vây chặt cái cái đảo quốc Đài Loan lại. Đó là cách mà Trung Quốc đang làm nha. Yeah. Rồi tiếp tục à wow, à Theo anh Phong trong lúc của Hoa Kỳ trong thời gian bầu cử Trung Quốc đánh Đài Loan sẽ ra sao, chuyện đó có xảy ra? Có thể chứ. Nhưng mà nếu mà chuyện đó xảy ra, nó có hai mặt một đồng tiền. Mặt thứ nhất là tự động quốc hội Hoa Kỳ lưỡng đảng sẽ đoàn kết đứng sau lưng ông Joe Biden. Đứng sau lưng ông Joe Biden để mà đối phó với hành thái độ hung hăng của Trung Quốc. Đó là cái đã từng xảy ra năm 2001 với ông Bush con khi mà Hoa Kỳ bị khủng bố. Tuy nhiên thì cái phần thứ hai là Trung Quốc đánh giá rằng là cuộc tấn công này sẽ phân hóa cái nền chính trị của Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử tức là sẽ gây ra sự khác biệt của lưỡng đảng về cái quan điểm liên quan tới đài loan thì cái này là cái thứ hai mà tôi nghĩ rằng là trung quốc đang cân nhắc bởi vì trung quốc có một số những dân biểu ngầm làm việc chung với họ và thông tin của những dân biểu này thì tôi không nghĩ là không chính xác cho rằng là nhiều người dân hoa kỳ phản đối việc hỗ trợ cho đài loan do đó trung quốc tin vào những dân biểu này trong khi đó về thực tế thì rất nhiều dân biểu và thượng nghị sĩ của cả đảng Cộng Hòa lẫn đảng Dân Chủ đang có thái độ cứng rắn với Trung Quốc. Số này chiếm đa số. Do đó thì tôi không biết là Tập Cận Bình và Bộ Chính trị Cộng sản Trung Quốc sẽ vận động thông qua những dân biểu nào. Tôi nghĩ ở sàn thượng viện cái người rõ nét nhất là bà à, uh, Diane Feinstein tức là bà là thượng nghị sĩ đại diện cho California đó. Bà này thì có rất là có mối quan hệ rất mật thiết với Trung Quốc Bà ta đã từng bị phanh phui về tài xế của bà ta làm gián điệp cho Trung Quốc rồi. Và kể từ đó thì bà ta im hơi lặng tiếng, không dám hóa hé. Nhưng bà ta vẫn ngồi chức thường nghị sĩ. Và ông chồng của bà ta có tới 5 công ty hoạt động tại Trung Quốc. Đa số trong lĩnh vực tài chính Thì quý vị, do đó Trung Quốc sẽ thông qua những nhân vật này. Và những nhân vật này thì lại đưa cái nhìn khác. Để coi như là xoa dịu Trung Quốc. Do đó, Tập Cận Bình tin tưởng những nhân vật này. Mà những nhân vật này thì tôi nói với quý vị là họ là những con rắn hai đầu ba đầu lẫn. Chưa chắc thông tin còn chính xác đâu. Do đó Tập Cận Bình có thể dựa trên những cái thông tin này. Tin rằng cuộc chiến ở đảo quốc Đài Loan sẽ khiến cho Hoa Kỳ bị phân hóa. Nhưng mà tôi nói với quý vị. Khi mà có chiến tranh, thông thường lưỡng đảng đứng sau lưng của Tổng thống. Bất kể sự khác biệt nha. Rồi tiếp tục. à Wow. À... Em ở Đài Loan em tìm hiểu Đài Loan có hai quần đảo nằm sát Trung Quốc là Kim Môn, Mã Tổ, đúng rồi Ma Su là Mã Tổ, Ô Ôn Khâu và đà, à, cái gì nếu đánh dằn mặt Đài Loan em nghĩ Trung Quốc sẽ đánh chiếm Ô Khâu trước vì đảo đó rất ít người anh Phong xem lại mát Dạ. Yeah. Thì tôi nói là ba cái đảo, à, hai cái đảo nằm ở đó là Ma Su, quý vị dịch là Mã Tổ cũng 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 chính xác. Rồi thứ hai là Kim Môn. Nó nằm sát Hạ Môn luôn. Thì những khu vực này sẽ bị đánh trước những khu vực này sẽ bị đánh trước. Do đó, tại vì nó nằm sát cái thềm lục địa của Trung Quốc. Còn những đảo mà nằm về phía cái thềm lục địa của Đài Loan đó thì cái nguy cơ bị tấn công ít hơn so với những đảo có cái vị trí nằm sát thềm lục địa của Trung Quốc. Thì có thể là đảo Ôn Khâu cũng là một trong những cái đảo mà họ sẽ đánh chiếm nha. Rồi tiếp tục. Ok. Wow. À nếu bà sợ cái câu Bắc Kinh hợp tác đôi bên cùng có lợi quá chú ơi, yeah, họ nói là win-win Corporation tức là hợp tác đôi bên cùng có lợi. nhưng mà tôi bảo đảm với quý vị cuối cùng á, quốc gia nào mà nghe lời vụ này đó, thì quốc gia đó sẽ thiệt hồi tại chưa bao giờ Bắc Kinh đem cái lợi cho nước khác hết, họ chỉ thu cái lợi về cho họ mà thôi. họ chưa bao giờ đem cái lợi cho nước khác hết. do đó nếu mà nghe cái câu này á, là chỉ chết với trung quốc thôi nha mỹ vừa thử nghiệm thành công vũ khí siêu tăng thành đây là lần thứ hai lần này á, là do hải quân và lục quân thực hiện ở trong cái căn cứ tại virginia và ngày mai sẽ bắn tiếp một lần nữa bữa nay đã bắn thành công rồi nhưng mà cách đây khoảng vài tuần thì lực lượng không quân đã thực hiện bắn ở trên cái uh, chiến đấu cơ và bomber của họ cũng đã thành công lần này là bắn ở tàu chiến và bắn ở thêm lục địa tức là à, lục quân thì sử dụng các cái bệ phóng trên mặt đất và tàu chiến tức là bệ phóng hỏa tiễn siêu thanh này từ ở tàu chiến là cái cuộc bắn thử ngày hôm nay là của hải quân và lục quân và nó sẽ tiếp tục vào ngày mai còn trước đó vài tuần thì không quân cũng đã thử nghiệm thành công tức là bắn từ trên máy bay luôn bắn từ trên à, chiến đấu cơ hoặc là quanh tạc cơ của họ nha rồi tiếp tục à khi họ phát hiện trạm cảnh sát như thế họ xử lý như thế nào thưa chú thì đương nhiên là đầu tiên hết là họ sẽ truy tố những cá nhân thôi và họ sẽ gửi văn thư phản đối tới tòa đại sứ và lãnh sự đó là cái cách mà các quốc gia làm họ truy tố những cá nhân hoạt động trong những trạm cảnh sát này mà họ xem là bất hợp pháp và trục xuất một số viên chức của trung quốc ở trong cái, cái tòa gọi là trạm cảnh sát này nếu có và thứ hai họ sẽ viết một cái công hàm để mà phản đối gửi cho tòa đại sứ hoặc là triệu mời tà đại sứ lên để mà trao công hàm phản đối thì đây là cách phản ứng của các quốc gia nha rồi tiếp tục ok à ok à public chat nhưng mà nói không đúng chủ đề thì bị block ráng chịu nha ok rồi à, à, em thật sự muốn thấy quân đội Piele mạnh đến thế nào, cuộc à, có cuộc chiến thấy họ ngạo mạn quá. Tôi cũng đang muốn xem, tôi cũng đang muốn xem là bởi vì cái vị à, Điều đặc biệt là như vậy là phía của Trung Quốc thì khoe khoang rất là nhiều, phía của cộng sản Trung Quốc khoe khoang rất là nhiều trong cái vấn đề gọi là à, lực lượng quân sự của họ. Nhưng mà để cho cái à, à, để cho cái à, 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 thực hiện vì chúng ta mới coi được cái thực chiến đó như thế nào đó là cái mà tôi suy nghĩ ok là cuối cùng chúng ta vẫn coi vào thực chiến còn hù dọa thì hù dọa nhiều lắm nha rồi tiếp tục à wow nếu trung quốc đánh chiếm từng phần kéo dài cuộc chiến nếu cuộc chiến à, à, lộ diện khả năng quân sự trung quốc như nga ở ukraine chưa biết được nhưng mà bây giờ có vẻ như tôi nhìn cái chiến thuật này của tập cận bình là chiến thuật mà ông ta cho là hợp lý thứ nhất là đo lường được cái phản ứng của quốc tế. Thứ hai là có câu trả lời với thành phần cực đoan trong đảng. Khi mà ông ta bắt đầu ra tay với đảo quốc Đài Loan, dù rằng những cái đảo này nó nằm xa hoặc là ít người, nhưng mà ông ta có câu trả lời là ô, tôi đã có hành động với Đài Loan. Rồi bên cạnh đó, ông ta có thể đo lường được cái phản ứng của cộng đồng quốc tế và cái mức hỗ trợ của Hoa Kỳ cũng như các đồng minh đối với là Đài Loan như thế nào. Rồi ông ta tính cái bước kế tiếp. Tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái chiến lược mà Tập Cận Bình Do đó ông ta đã đưa rất nhiều quân đội Tìm cách xóa đi cái lằn ranh đỏ trên eo biển Đài Loan Và thay đổi hiện trạng ở đây nha Rồi tiếp tục à, Ok à, Wow Nếu hỏa tiễn bắn vào lục địa Đài Loan Theo anh Phong Đài Loan có à, bắn vào lục địa Trung Quốc không? Yes Nếu họ bị tấn công Họ có quyền tấn công lại các vị trí quân sự của Trung Quốc trên thành lục địa nếu Đài Loan bị bắn trước, vấn đề ai nổ súng trước, Đài Loan đã sẵn sàng trong các, các tư thế đó rồi và vấn đề còn lại là ai nổ súng trước, Đài Loan thì không nổ súng trước, bởi vì họ nổ súng trước, họ sẽ bị xem là à, khiêu khích, từ phi là Trung Quốc xâm nhập vào họ vào không phận của Đài Loan hay là hải phận của Đài Loan, thì họ có quyền cảnh cáo để đuổi ra và bắn trước. Còn nếu không phải không phải là tức là 12 hải lý trong cái uh, lãnh thổ của Đài Loan. Còn nếu như mà không phải xảy ra chuyện này đó mà somehow mà Đài Loan tấn công trước thì chưa chắc họ được hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đâu, kể cả Hoa Kỳ. Còn họ, trường hợp mà họ bị tấn công trước tức là first strike đó thì lúc đó Đài Loan có quyền tự vệ mà khi có quyền tự vệ có nghĩa là họ có thể bắn vào các vị trí quân sự của Trung Quốc ở bên thềm lục địa để tự vệ nếu Trung Quốc đi cái first strike trước tức là tấn công trước đó nha rồi tiếp tục wow à nếu mà chiến tranh kéo dài thì Trung Quốc sẽ bất lợi nguồn cung cấp của Trung Quốc không đủ để kéo dài cuộc chiến như nga về năng lượng về năng lượng thì đúng và về nguyên liệu thì đúng luôn tại vì Trung Quốc đã bị đã khai thác sạch sẽ tất cả những cái nguồn năng lượng và kể cả các cái nguồn nguyên liệu ở trên lãnh thổ của họ bây giờ là họ đi thu mua năng lượng từ bên ngoài và nguyên liệu từ bên ngoài ví dụ như họ khai thác từ phi châu từ trung mỹ thì quý vị các chiếc tàu này sẽ bị ngăn lại các chiếc tàu chở nguyên liệu này sẽ bị ngăn lại và các quốc gia sẽ phong tỏa cửa biển không cho những chiếc tàu này băng ngang biển của họ thì quý vị trung quốc sẽ gặp trở ngại trong vấn đề nguồn nguyên liệu à, à, sản xuất và nguồn năng lượng luôn năng lượng họ có thể nhờ vào nga được Năng lượng họ có thể nhờ vào Nga được, nhưng mà những cái nguồn khác thì chưa chắc. Do đó, nếu chiến tranh kéo dài, Bắc Kinh tổn thương rất nhiều, không cần kéo dài đâu, chỉ cần cuộc chiến bùng nổ thôi là Bắc Kinh đã bị tổn thương ngay lập tức rồi, so với Nga. Bởi vì nền kinh tế của Nga chủ lực là năng lượng. Còn nền kinh tế của Trung Quốc chủ lực là sản xuất và xuất cảng. Do đó, họ sẽ bị tổn thương ngay lập tức nha. Rồi tiếp tục à ok à, trung cộng à, xâm chiếm có khả năng sử dụng những kẻ nằm dùng ám sát tổng thống đài loan giống như nga từng làm ở ukraine vấn đề là họ có đủ khả năng hay không họ vẫn ghét bà thái anh văn vậy họ vẫn muốn tìm cách thiệt hạ bà ta vậy nhưng mà họ có đủ khả năng để làm điều này hay không thì chưa thấy bà thái anh văn thì càng lúc càng cứng rắn với trung quốc và sự cứng rắn này của bà thái anh văn cho thấy rằng là quý vị nó có một cái gì đó à khiến cho Trung Quốc nó họ, họ e ngại và họ cũng muốn chứ nhưng mà họ làm không được nha. Rồi tiếp tục. Ok à Úc và New trong những năm gặp đây gặp những người trong chính quyền gần gũi với Trung cộng không biết họ có giúp thay quanh chống Trung, lại Trung Quốc không. Thứ nhất là chính quyền trước đây của ông uh, Scott Morrison là rất cứng rắn với Trung Quốc, còn chính quyền của ông Anthony Albanese thì có vẻ mềm dẻo nhưng mà vẫn tiếp tục phối hợp chiến lược của Hoa Kỳ. Riêng New Zealand thì cả thủ tướng lẫn ngoại bộ trưởng ngoại giao đều là những kẻ cực tả. Và New Zealand gần như là không lên án Trung Quốc trong vấn đề Tân Cương. Và cũng không chỉ trích Trung Quốc trong cái vấn đề của Hồng Kông. Do đó tôi cũng không biết. Và tới giờ phút này New Zealand cũng không lên tiếng trong vấn đề Đài Loan luôn. Do đó Mặc dù New Zealand là đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng mà nhóm cánh tả và cực tả này đó quý vị, nó muốn associate với Trung Quốc nhiều hơn. Họ muốn associate, tức là họ muốn quan hệ với Trung Quốc nhiều hơn. Trong khi đó, quý vị, việc của Đài Loan, việc của à, Tân Cương, họ lại không lên tiếng, nha. Rồi, tiếp tục. À... Ok, à... Nếu chiến tranh trong khu vực vậy đường hàng không và hàng hải sẽ bị phong tỏa Trung Quốc lúc đó đối phó ra sao vẫn còn vấn đề lương thực đến phong dắt. Dạ. Nếu như mà các quốc gia ở khu vực họ sẽ tìm cách phong tỏa không phận, có thể họ không cho Hoa Kỳ dùng nhưng cũng không cho Trung Quốc dùng luôn. Và các cái chiếc máy bay, các cái tàu chiến đều phải đi trên hải phận quốc tế. Đó là điều thứ nhất và đương nhiên việc giao thương qua đường biển và đường hàng không sẽ bị giới hạn bởi vì các đường hàng không sẽ bị phong tỏa họ sẽ bay họ sẽ không bay vào cái vùng của chiến tranh tất cả sẽ phải bay đường vòng đi đường vòng hết thì cái vị Bắc Kinh sẽ bị kẹt bởi vì trên bản đồ thì Bắc Kinh đã bị phong tỏa trước trừ khi là họ đi về hướng nam mà hướng nam đó cái vị thì bây giờ đó họ chỉ đi về hướng của Việt Nam thôi tức là ở bên trong miền đông thôi còn bên ngoài Philippines Hoa Kỳ cũng sẽ phong tỏa Hoa Kỳ cũng sẽ phong tỏa luôn do đó khi mà chiến tranh bùng nổ thì chắc chắn rằng tình trạng lương thực, tình trạng nguồn cung cấp về nguyên liệu sẽ bị trở ngại rất là nhiều nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À wow, ở <laughs> ok. Nếu tân Trung Quốc tấn công Đài Loan thì Đài Loan tấn công lại vào đất liền, vậy sao Ukraine không tấn công vào đất liền của Nga? Họ tấn công không được. Họ không có đủ vũ khí để tấn công vũ khí của họ bây giờ chỉ để tự vệ thôi okay? họ chưa có đủ sức để tấn công vào lãnh thổ của nga và chính điều này họ vẫn tiếp tục được sự hỗ trợ đó và họ cũng không muốn để mà giấy động một cái cuộc tăng cường về quân sự của nga nếu như mà một vùng lãnh thổ nào của nga bị pháo kích bị tấn công thì putin sẽ tăng cường cuộc chiến với tinh thần tự vệ và ông ta sẽ dùng tất cả các loại vũ khí lúc đó thảm bại của cái thảm hại của Ukraine còn khủng khiếp hơn nữa do đó bây giờ ông Zelensky ông chọn cái thái độ là tự vệ chỉ chống lại trên lãnh thổ của mình để ông ta được cái sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế nhiều hơn và thứ hai nữa là không khiêu khích nga trong vấn đề mà tăng cường cuộc chiến do đó đây là cái đây là cái chiến lược của ông Zelensky chứ đâu phải là ổng à, không được quyền ổng có quyền nhưng ổng không dùng thì chịu thôi nha rồi tiếp tục à ok rồi à đài Loan nội bất sức ngoại bất nhập một đảo quốc độc lập chủ quyền có sự trợ giúp của mỹ à, à, trung quốc à, thì trung quốc không xâm chiếm nổi cho tới giờ phút này chúng ta đã nghe rất nhiều những lời hù dọa từ phía của bắc kinh ok nhưng mà thật sự quý vị À, những lời hù dọa này thì tôi vẫn không biết được là thật sự là Trung Quốc có dám tấn công hay không. Trên nguyên tắc tôi dự đoán họ không dám tấn công bởi vì cái tác hại rất lớn. Nhưng có đôi lúc họ không còn chọn lựa, dù không có dám cũng phải làm để thay đổi cục diện. Do đó mình cũng khó dự đoán được. Bây giờ chính ông Anthony Blinken ông cũng lên tiếng ông nói Trung Quốc đã speed up để seize Taiwan tức là ông ta ông ta nói rằng Trung Quốc đã tăng tốc để xâm chiếm Đài Loan. Và đây là lần thứ hai ông nhắc lại chuyện này. Nếu lần đầu thì mình còn coi là một cái một cái gì đó, gọi là tung tin hay cái gì đó. Đây là lần thứ hai ông nhắc lại thì đương nhiên rằng là nó có cái dấu hiệu mà ông ngoại trưởng Hoa Kỳ phải lên tiếng. Và Joe Biden ngày hôm nay quý vị phải nghĩ ngược lại, ông ta nói là Hoa Kỳ không tìm kiếm sự đối đầu quân sự với Trung Quốc tức là seeking the conflict nhưng mà ông ta nói là một lẽ còn ông ta có làm hay không là một lẽ khác nữa trong khi ông ngoại trưởng thì lên tiếng như vậy có nghĩa là cả tòa bạch ốc lẫn phía của bộ ngoại giao nhận được một số tin tức tình báo và ông Joe Biden cố tình nói ra kiểu này để cảnh báo Trung Quốc chúng tôi không muốn đối đầu nhưng các anh xâm chiếm Đài Loan chúng tôi phải đối đầu đó là cái mà lời cảnh báo theo cái cách mềm dẻo của ông Joe Biden là như vậy Các quý vị do đó chúng ta cũng chưa biết được Và tình hình của Đài Loan Bắt đầu sau cái đại hội đảng này Là bất cứ giờ phút nào Theo các chuyên gia về quân sự Và các đề đốc đặc trách Về Á Châu Thái Bình Dương của Hoa Kỳ Cũng đã khẳng định Sau cái đại hội đảng này Bất cứ giờ phút nào Từ đây cho tới năm 2027 Có thể sớm có thể trễ và Anthony Blinken thì nhắc lại là tăng tốc tức là sớm hơn. Thì chúng ta chờ xem thôi nha. Rồi tiếp tục. Wow à. Ok. Trung Quốc quân đội nhiều lính à đông dân bị cô lập như vậy đã lấy đủ lương thực để nuôi quân rồi dân chúng lúc đó sẽ loạn vì nạn đói. Đó là lý do. Tôi đã nói với quý vị, đó là lý do tôi đã giải thích với quý vị là tấn công Đài Loan thì cộng sản trung quốc có nguy cơ tan rã sớm ở trong nội bộ của họ còn nếu mà tấn công trễ thì cái nguy cơ tan rã này nó chậm hơn thôi nhưng mà nó cũng đi tới một cái uh, chung cuộc giống nhau tấn công hay không tấn công trung quốc cũng sẽ đối diện với cuộc nội loạn tại vì không tấn công kinh tế bị khủng hoảng dần dần bị cô lập và tách trời thì họ cũng rơi vào tình trạng dân chúng khổ không có tiền không biết không có thực phẩm và giá cả thực phẩm mắc thì cũng dẫn tới nổi loạn thôi nếu họ không tấn công còn nếu như họ tấn công thì cái uh, nó sẽ kích thích cái vấn đề này nó nhanh hơn một chút kết quả giống nhau nha yeah. rồi cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay phong sẽ trở lại cùng tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình hưu tinh nhật ký vào buổi chiều xin quý vị và các bạn tiếp tục duy trì cái channel của TNB để theo dõi các bản tin mới nhất của Phong và các bài phân tích tài sự của Phong. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.